thì em xinh hơn đợt trước ấy. Thật á? Ờ thật mà. Tóc này của em mà trước đây là em nhuộm rồi đúng không? Em mới nhuộm cái đây 2 tuần. Em thấy tóc em nó hơi bị khô ấy. Cái chất tóc của em mọc ra bình thường nó là sợi to, vâng, cứng và hơi bông ấy. Tại vì chất tóc này của em nó mọc nó quá dày nên nó mới bị khô như thế. Tóc này của em bây giờ mà em muốn xoăn ấy thì chắc chắn nó sẽ bị hơi xù và nó không hợp với mặt em đâu. Anh khuyên là em nên uốn layer hơn. Màu thì mới nhuộm đấy thôi. Tóc này của em thì nó, anh thấy là tương đối là cũng phồng dày sẵn rồi thì không cần đâu. Anh chỉ uốn layer nhẹ với lại là dưỡng cho em thôi, được không? Vâng. Em có yêu cầu gì không? Em không. Chốt nhá. Vâng ạ. Ok, thế anh làm nhá. Em có gì đâu ngoài những vết thương sâu. Yêu bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đau. Gieo bao tương tư nặng ôm những nỗi buồn. Em chất tóc của em lúc em làm ở Hải Dương này, đến nhiều quán là họ chưa từng gặp chất tóc của em bao giờ đâu ạ. Quan trọng là nhất là tư vấn đúng đắn và cả, làm phù hợp thôi. Vâng, mấy cả tóc của em nó có độ xù, độ bồng cao lắm ạ. Đây là một trong những cái mái tóc mà đặc biệt nhất từ trước đến nay mà anh gặp phải. Và em muốn duỗi xong phần đuôi hơi cụp một tí, với cả em làm nào cho khuôn mặt của em nhỏ nhỏ vào một chút là được. Rồi, còn gì nữa? Em muốn nhuộm thêm màu nó sao cho nó hợp với màu da của mặt của em ấy. Em không thích để tóc dài vì gội nó khó đấy ạ. Nên là em toàn cắt ngắn rồi em buộc kéo để buộc cho nó dễ thôi ạ. Sẽ rất nhiều người nói là em để cái này đôi khi nó lại cá tính, nó lại hay. Có khi bóp gel và lại đẹp. Vâng, đúng nhưng không? Mà thường nó sẽ không thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày ạ. Cái đầu tiên anh khuyên em là em không nên nhuộm tóc đâu. Tại vì là cái tóc của em cho dù em không làm bất kỳ cái gì nó rất là khô. Cái thứ hai nữa là cái việc em để độ dài tầm này nó đã là một cái điều không nên rồi. Cái điều thứ ba mà như em vừa nói với anh là em mong muốn nó cụp vào, thật sự tóc này không nên làm cụp. Anh sẽ làm duỗi ôm tự nhiên nhất có thể cho em. Có nghĩa là nỗ lực làm cái gì mà tốt nhất có thể cho tóc em thôi. Đấy, bởi vì anh nghĩ rằng em đến đây là em đã tin tưởng anh thì anh cũng sẽ cố gắng làm như tốt nhất thôi, chứ cũng không dám để nói là đưa cái kiểu này nó có thể giống như y xì 100% cái mẫu này mà như cái kiểu nọ kia được. Hôm nay phải nói thật sự là sẽ là một ngày cuối tuần nhưng mà sẽ vất vả, hơi vất vả một tí với em Sơn. Anh nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ rất là hiểu được những cái đó, nên là bọn anh cũng sẽ phải nói luôn với em là bọn anh cũng sẽ rất là nỗ lực nha. Vâng. Nên là thôi, có điều gì đấy nữa thì cả hai anh em đều hoan hỉ. Vâng. Ok. Anh bảo này, cái tóc này của em ấy thì gần như là độ dài anh không cắt ngắn đi nhiều đâu. Và em lưu ý cho anh là mình sẽ không nhuộm tóc nhé. Chịu khó chăm dưỡng thôi, để cho nó tóc giống như bao bình người bình thường tốt là đẹp rồi. Còn lúc nào đấy mà em vẫn thích một kiểu cá tính khác biệt kia thì em có thể để nguyên như thế luôn. Em không cần phải làm gì cả. Thích thì bóp gel cho đẹp, nhưng mà anh nghĩ là thỉnh thoảng nên duỗi này cho nó tự tin hơn nhé. Anh nói yêu em, đưa em về quê mẹ. Để nghe câu hò, câu ví mẹ kể xưa. Em đến quê anh, cùng anh đi chợ thương. À, anh bảo sao? Cả anh hình như là anh có nghe gặp hay gặp em ở đâu rồi đấy, nhưng mà không nhớ. Dạ. Đúng là một người hay đi diễn đâu khác, kiểu như là tóc lúc nào phải làm trong tình trạng lúc nào phải làm đẹp đúng không? Dạ vâng. Anh thấy rất nhiều bạn là hay đến nhà anh làm tóc rồi đưa các mẫu của những người diễn viên, những người nổi tiếng, nhưng thật ra mà nói thì tóc đa phần làm giả hết. Tưởng chừng rất là đẹp nhưng tóc lại rất là sơ. Dạ. Tóc này của em làm thật hay giả? Tóc anh làm giả đấy. Đấy, xác nhận đúng thông tin như thế. Anh thấy là phần đuôi tóc này của em đang bị màu trầm hơn. Dạ. Phần chân này bị sáng hơn, vàng hơn. Em thì chắc là bây giờ em đang muốn nhuộm lại để cho nó đều màu. Em hay đi diễn cho nên cái việc mà tóc của em để mà làm kiểu tóc thật như này thì thật sự là nó không ok. Lý do thứ nhất là tóc em hiện trạng đang rất là khô phần ngọn này. Hai là cái phần em làm tóc đi diễn ấy thì em làm giả nó sẽ đẹp hơn làm thật. Dạ. Cho nên anh khuyên rằng là em nên nhuộm lại cái màu. Dạ. Thật ra em nhuộm màu rất đẹp. Dạ. Em nhuộm màu xong em cứ tạo kiểu đi diễn thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Vâng. Xong anh nhuộm xong anh dưỡng lại cho em cho nó mềm mượt. Dạ. Thương anh rồi, nhớ đợi nghe em. Cứ chiều về cánh cô lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn mười tám. Thật sự là em cũng không nghĩ là mái tóc của em nó được bóng mượt như này, tại vì là mấy hôm vừa rồi em đi diễn rất nhiều ấy. Thì cũng xịt gôm rồi tạo kiểu rất nhiều, tóc nó rất là khô. Nay được cái màu rất là ưng ý và tóc cũng rất là sương mượt. Mọi người bảo anh tháo khẩu trang ra toàn siêu phẩm, tháo thử khẩu trang nhé. Siêu phẩm này. Cho em về em đấu giá. Nhưng mà cho không? Là Linh làm tóc của anh được mấy năm rồi? Đối xử khách quen thấy đấy, 10 năm. Thế đâu 10 năm, điều. Từ hồi ở Lê Thanh Nghị. Lê Thanh Nghị 2016 em. Hôm trước các bạn nhuộm cho em rồi còn gì nữa? Hay là vẫn thích kiểu tháng nào nhuộm một lần? Tùy anh đấy.
Lần nào chẳng thế. Cái tóc này của em thì nó vẫn còn màu, vẫn còn đẹp ấy, thì anh sẽ chấm chân cho em thôi, không cần phải nhuộm. Cái thứ hai là nhuộm lông mày, thứ ba là độ dài cắt theo ý em, đúng chưa? Tới tầm này, được không? Cái thứ tư là anh sẽ lại thiết kế lại cho cái mái đi, đợt này phải để mái cho trẻ, được không? Này qua ánh sáng thì nó đẹp hơn ấy, nhưng mà mọi người tưởng lại tưởng là bị sáng chân ấy, nhưng không sáng chân đâu, em soi mình xem đẹp không? Chụp ảnh đi, chụp ảnh. Chị về Việt Nam để làm gì đây? Chị về với mục đích là cũng muốn ăn Tết với gia đình ấy, tất nhiên là phải đi làm lại tóc nhìn cho nó trẻ chứ, cho nó ổn rồi. Năm nay là chị bao tuổi rồi nhỉ? Chị 40. Em nhớ cách đây khoảng 2 năm em đã từng quay video cùng chị. Thì đấy. Chị thấy em nhớ chị không? Ờ. Em rất là nhớ đúng không? Tại vì lúc em vào là chị cười, là chị lúc nào cũng nhớ em rồi. Nhưng mà dạ, chị không biết em có nhớ khách không. Sao tóc hôm nay đẹp thế nhỉ? Tự nhiên không có làm gì ha. Không, chị không làm gì, còn không có thời gian để ủ luôn ấy. Chỉ có gội thường thôi ấy. Chị nghĩ là chị nhuộm ở đây nhiều lần thì bọn em dùng thuốc cũng ổn ấy, cho nên là tóc chị cũng giữ được ấy. Giữa cái phân biệt mà nhuộm thuốc tốt hay không tốt ấy, kỹ thuật cao không kỹ thuật cao ấy, thì chị phải gội đầu khoảng tầm vài lần chị mới phát hiện ra được. Màu bọn em nhuộm chị như thì càng nhuộm về sâu ấy, bay ra màu nó càng trong. Bắt đầu nhuộm xong em nói thật với chị, 9/10 cả thuốc rẻ tiền hay đắt tiền nó như nhau, nhưng mà sau một thời gian gội đầu bắt đầu biết mặt nhau thì ngay. Đấy là chị thì... mấy năm nay là chị chỉ có ở chị hai chị nhánh bọn em thôi. Em hiểu ý em nói là nếu mà đi đường dài đấy không ấy, thì cứ chỉ cần nhìn khách quay lại là quan trọng. Đấy, thế thì hôm nay làm xong cứ cho chị trẻ khoảng tầm 35 tuổi nhá. Đấy, 35. Tối nay có về con chị khen là chị ưng rồi. Sao cô khéo đẻ con gái thế? Giống cô đi cháu ạ. Thôi không những là bạn ấy, không những là xinh này, lại còn rất là tốt tính nữa. À, nó giống cô hết đấy. Thế thì cháu đang khen bạn ấy là khen cô đúng không? Đúng rồi, con gái cô giống cô lắm. Thứ nhất là cháu thấy đầu tiên thì bạn ấy rất là xinh, thì giống ai ạ? Giống mẹ. Thứ hai là bạn này rất là ngoan và sống rất là tình cảm, giống ai ạ? Tình cảm là giống mẹ. Thế thì thông minh giống ai? Thông minh à, con này nó không thông minh. Anh đừng để mẹ em bán bó em, mẹ em tầm bán em. Thế không thông minh giống ai ạ? À? Cô. Không thông minh giống bố, còn đâu tất cả những gì tốt là giống mẹ à? Hay nhỉ? Thôi nha mẹ báo quá. Bye bye, hẹn gặp lại tí xem kết quả nha mẹ. Ok, chào cô nha. Em thích tới đoạn nào? Thật ra em thích để nuôi nhưng thôi anh cưới đi, đoạn nào em cũng nuôi được mà. Sợ về con không nhận ra mẹ. Trẻ này nó con rồi á? Thật á? Của anh là muộn rồi. À quên, sorry. Anh cắt như này cho em nhé, có thể em chơi được rất nhiều kiểu. Em có thể hất sang bên này cũng được. Đấy, hất sang bên này cũng được, tùy em. Anh không giới hạn với việc là em cần phải để nguôi theo bên nào đâu. Cắt hất lung tung cũng được nhé. Tóc ngắn đẹp hay không, nó do phần phân khu này của em này.